Cái anh này của anh đẹp nhỉ? Đẹp mà, tao chụp mày lại. Anh hả? Nhìn kìa. Trông nó tạo thấy dùng mình rồi đấy. Dùng mình á? Anh dùng mình hay là anh thích nó? Tao thẳng đuột này, bao nhiêu con gái thích mày kia. Gái như nó. Nhưng mà em nghĩ là có khi nó thích anh đấy. Mày đừng trêu để nữa, tao không thích đâu. Anh. Hả? Mình ra trêu nó tí đi. Cũng được đấy nhở? Đi. Này đứng kia. Đi vào đây. Các cậu làm gì vậy? Mày mù hay sao? Mày nhìn thấy bọn tao không đem chào ở đằng kia. Mình bé bỏng. Eo ơi, anh ơi, bà lồ đình anh ạ. Kính lại còn kính không chồng nữa chứ. Eo, mắt có nhìn thấy rõ không đấy? Đến giờ vào lớp rồi, các cậu cho tôi vào lớp đi. Không có giả phạt cả ba bây giờ. Cả ba á? Ai là cả ba với mày? Bọn tao ý, là con của hiệu trưởng. Có vào muộn kể cả là một tiết. Thế cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời, nghe chưa? Đã thế thì mày đứng đây với bọn tao để xem mày sợ bị phạt hay là bọn tao sợ bị phạt nhá. Anh thôi. Ơi, anh nhìn cái môi này, môi hồng thể hiện cá tính. Cá tính quá, ba lô đẹp nhờ, đưa xem nào. Ba lô của tớ mà. Mày đàn ông mà, mày giỏi mày lấy đi. Ôi, ba lô này. Của tớ. Cái lợi mày ấy, thì đi học làm gì, ở nhà mặc váy ra xong. Mày định đến trường cua hết con trai ở trường này à? Thế thì bọn con gái nó khổ lắm đấy. Dừng lại. Mình có làm sao không? Tớ không sao nhưng mà muộn học rồi còn ba lô của tớ. Trả ba lô lại cho mình. Eo ơi, là cái gì nữa đây? Mỹ nhân cứu anh hùng à? À đâu nhầm. Mỹ nhân cứu bê đê chứ. Hai người mà đi bắt nạt một người. Các cậu tưởng như vậy là oai à? Anh này, tiền sao anh lại tức tức rồi đấy? Nhìn thấy anh lại... Hai người tưởng mình là con hiệu trưởng thì ai cũng phải sợ à? Tôi không sợ các cậu đâu. Mình đi lên lớp thôi mình. Ơ cái con này. Tại anh hết đấy. Thôi lớp đi. Đi. Linh, em nhìn kìa, chúng có tình tứ kìa. Anh thôi đi, anh liệu ấy, mà tách con Trang ra khỏi thằng Hoàng cho em. Người mà em cần tách ra ấy, là thằng Bóng ấy kìa. Bao nhiêu người đồn, chúng nó là một đôi đấy. Hết con Trang đến thằng Bóng đấy. Lần này á, em sẽ xử nó. Alo, anh đã học xong chưa? Anh có ăn gì không để em mua ạ? Dạ vâng ạ. Thế mình hẹn nhau ở chỗ cô nhé. Dạ vâng, chào anh. Sao giờ anh mới ra gặp em? Em chờ anh mãi. Bởi vì cô giáo giữ anh ở lại để làm nốt bài tập. Mình xin đẹp của anh cho anh xin lỗi nhá. Em bắt đền anh đấy. Thế bây giờ muốn bắt đền cái gì nào? Được chưa? Gớm đã điệu lại còn nhũng nhĩu cơ. Cười ỉa ra, bố ai mà chịu được. Này, đi đâu ấy hả em? Anh này,
anh vuốt như thế, nó lại thích anh bây giờ. Ô, thế hóa ra đây chính là nơi mà chúng mày hay hẹn hò đấy à? Lãng mạn, tình tứ ghê đấy nhở? Thôi, bọn tôi có việc phải đi. Việc gì? Đi đâu? Đi hẹn hò à? Cho bọn này, đi với. Ui em ơi, nó lừa anh kìa. Sợ thế. Đúng rồi đấy, thể hiện bản chất đi nào. Ở cái trường này ấy, có đứa nào không biết là mày gay không? Mà tao không ngờ mày hẹn hò với cả thằng Long lớp bên đấy. Anh ơi, em xin anh, giờ cả trường này mà biết thì em không học được ở đây mất. Anh muốn em làm gì cũng được ạ. Làm thế tự hại mình à? Anh ơi, giờ mẹ em mà biết thì mẹ em cho em nghỉ học mất ạ. Em xin anh. Chúng mày thôi đi nhá, tao nổi hết cả da gà lên rồi này. Anh ơi, em bảo em có ý kiến này hay này. Bây giờ ấy, bảo chúng nó ôm hôn nhau rồi mình quay lại. Nếu chúng nó mà hư, mình đem ra đe dọa bọn nó. Còn không ấy, vui vui thì up lên Facebook câu like. Mày đúng là em tao. Chuyện mình cùng tao đấy. Thật ra ấy, bọn tao cũng muốn bỏ qua cho chúng mày lắm đấy. Nhưng mà bỏ qua ấy, mọi chuyện đã như thế này rồi thì cũng cần một thứ để làm tin chứ nhở. Thứ gì vậy? Bây giờ thế này đi, chúng mày ra ngoài kia rồi hôn nhau như chúng mày hay làm ấy, rồi để bọn tao chụp một bức thế là xong. Không được, các cậu làm như vậy là ép người quá đáng đấy, mang người khác ra nhục mạ đấy. Thế thì chúng mày đừng có trách tao. Mày ra đây. Cẩn thận không làm vỡ bóng đấy. Tao đánh cho bể bóng đấy. Dừng tay lại. Các cậu quá đáng rồi đấy. Tôi sẽ báo chuyện này lên nhà trường. Hoàng ơi, cậu đừng có mà động vào mấy cái loại này. Bị lây đấy. Linh là Linh thích thẳng cô. Các cậu càng ngày càng tắc oai tắc quái rồi đấy. Tôi sẽ báo việc này lên trường. Mày chắc chưa? Cẩn thận, người bị đuổi học ấy lại là mày đấy. Thôi Trang ạ, Trang và Hoàng đã giúp đỡ Minh nhiều rồi. Thôi cứ để Minh chịu đựng. Đừng báo lên nhà trường lại rách việc ra. Cậu không việc gì phải ngại cả. Việc này chẳng có gì phải ngại. Cứ để như vậy rồi chúng nó lại được nước lấn tới. Bây giờ đồng tính là chuyện bình thường mà. Lát nữa mẹ cậu sẽ đến đây, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cậu đừng bao giờ chịu đựng một mình như vậy cả. Sao các cậu gọi cho mẹ tớ rồi? Tớ đã là không được gọi cơ mà. Bọn tớ đã nói tất cả. Cậu cần có người thấu hiểu, đặc biệt là mẹ cậu. Chết rồi, như thế làm sao mẹ tớ chịu đựng được? Tại sao con không nói với mẹ sớm hơn? Ô, trời ơi, lại có người đến để góp vui rồi. Này, bà là mẹ ấy, mà bà không biết rằng con trai của bà bóng lòi ra. À, giới thiệu với bà nhé, đây là chồng của con trai bà đấy. Anh ơi, nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ nhở? Hai cậu im đi. Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Này, người phải im ý là mày đấy. Bố tao là hiệu trưởng đấy. Cẩn thận ý, tao bảo bố tao đuổi cả mày lẫn chồng mày ra khỏi cái trường này đấy. Ở trường này không chứa chấp cái loại gây lọ như mày đâu. Mình nó như vậy thì có làm sao? Mà các cháu lại phân biệt đối xử với nó như thế. Nó cũng là người cơ mà. Này, ở đây ý, không ai muốn học với cái loại người cũng như người như nó đâu. Tôi nói với bà biết nhá, bà chuyển trường con bà đi. Không có tôi bảo bố tôi đuổi học đấy. Bố cháu có phải là ông Đinh Hồng Sơn không? Đúng rồi đấy, bà biết bố tôi kìa. Thế đã biết sợ chưa? Không ngờ ông ta lại để cho con cái thành ra như thế này. Tôi thà có một đứa con ở giới tính thứ ba còn hơn là có những đứa con hỗn hào hư hỏng như các cô các cậu đây. Bố hai cậu là hiệu trưởng, chắc cũng biết bà An đây là giám đốc, phải không? Mày đừng có mà dọa tao. Tôi là giám đốc thành lập nên trường này. Trường đây cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong cái dự án của tôi. Cô cậu còn nhỏ tuổi nên tôi không chấp. Nhưng tương lai của cô cậu còn rất dài. Cô hy vọng sau này các cháu làm một việc gì thì phải suy nghĩ cho thật chín chắn. Tôi nhắc lại nhé, dù ở giới tính nào cũng được quyền sống và hạnh phúc như nhau. Các cháu hiểu chưa? Này, bà đừng có đùa.
không vui đâu. Nhạt nhẽo. Tại sao cháu lại cố chấp như thế nhỉ? Cháu thử gọi điện cho bố cháu xem. Rồi, tôi để xem mấy người đùa được đến bao giờ. Bà chống mắt lên mà coi này. Alo, bố à? Giám đốc của trường mình là ai nhỉ? Dạ, An ạ. Không có gì đâu bố ạ. Anh ơi, là bà ta thật đấy. Cô ơi, cô cho chúng cháu xin lỗi ạ. Chúng cháu thật tình không cố ý trêu Minh đâu ạ. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Cô cho bà cháu xin lỗi. Bố bọn cháu mà biết, bố bọn cháu giết bọn cháu hết ạ. Thôi được, các cháu biết lỗi và sửa sai là tốt rồi. Nhưng cô nhắc lại nhé, từ nay trở đi, nếu như cô còn nghe thấy điều tiếng gì về hai đứa thì cô không bỏ qua đâu, nhớ chưa? Vâng ạ. Vâng ạ. Chuyện con là người đồng tính, mẹ biết lâu rồi. Nhưng mẹ muốn con tự nói ra, vì mẹ sợ nếu như hỏi con thì con sẽ tự ái và xa lánh mẹ. Con, mẹ luôn yêu thương con, dù con là người như thế nào. Mẹ xin lỗi nhá, mẹ đã không quan tâm con nhiều hơn khi con ở trường. Con không sao mẹ ạ. Con còn có bạn bè. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn chấp nhận con.